Hello các bác, trở lại với kênh của Ngô Cường Guru. Tiếp tục hôm nay lên sóng để thanh lý tiếp cho bác một con mang số OS510 đầy 4 nút. Đấy, đây này, con mang đất sừng sao này, hàng bãi xịn nhé. Con này là nồi, em về cách đây mấy hơn tháng rồi. Còn một con, thì con này là vẫn tiếc, vẫn để dùng. Thì con này nhạc rất là hay, bản đời mới rất là hay. Sản xuất năm 2019, zin nguyên bản chỉ có một điểm duy nhất, đó là bị méo, méo tí khung rồi thôi. Nắn lại bình thường rồi, nắn lại bình thường rồi, tất cả dính nguyên bản. Hai đường quang đấy, 6 đường ao ra, 6 ao độc lập, à 8 ao độc lập, chạy chip 21489, bo mạch còn như còn mới tinh như mới. Thì các bác nhớ ngoài này, đời Siso OS510 đời 4 nút này là một trong những bản nâng cấp hiệu quả nhất của dòng Siso, nó tạo nên sự khác biệt rất là nhiều. Con này thì là các bác biết rồi, con này là em đã từng review. Con này là có nâng tiếng, nâng tiếng cả phần mic, nâng tiếng cả phần music. Đấy. Có những đời nó chỉ nâng tiếng phần phần mic thôi, nhưng con này cái tách rời, nâng tiếng được cả hai. Các bác muốn hát hay thì có thể nâng tiếng thêm một tiếng mic một tí. Nếu như các bác căn chỉnh chốt con này là một, con này là một trong những bản đặc biệt nhất của dòng Siso 1080. Bản đặc biệt nhất của đời Siso, là những đời mới đấy, tới đời mới hiện tại đấy. Nó nâng cấp rất là hiệu quả. Các bác tìm hiểu kỹ sâu mà rất hiếm khi con vang số nào nâng tiếng được cả phần mic phần nhạc mà lại không hú, chỉ có phần mềm nó mới làm được. Và con này chất âm reverb và echo con này đỉnh luôn. Con này bác nào mua của em trước rồi thì các bác biết rồi, rất nhiều bác hỏi lại. Thì con này là giờ em mới nắn được cái khung này, đây nó hơi xấu một tí. Còn lại nắp, đậy nắp vào là không ai biết cái gì, còn tất cả là zin, zin 100% hết. Thì con này ở đời 4 nút đấy nhá, là các bác thì căn chỉnh không khác như con đời chỉ số T3 đấy, nút bằng nút nút bằng cái nhôm nhôm phay này, rất là đẹp sang trọng. Con này gần như mới luôn, mặt không có xước xát gì cả, vỏ cũng không có xước xát gì, chỉ có là bị méo một góc em nắn lại rồi. Các bác nghe thử nhé, thử tiếng mic này, em bật chế độ 1 đấy, em đã bật cả chế độ nâng tiếng lên 5 5 5 6 7 7 1 2. Tiếng rất là hay. Con này một trong những con mà cải tiến đấy, là em đã bật phần nâng tiếng để các bác hát. Con này các bác làm sự kiện gia đình đều đẳng cấp cả. Các bác để chế độ 2 là chế độ echo dài. Lên 5 5 5 6. Con này echo ấy, lên rất là quá tốt luôn. Con này echo lên tốt hơn cả cả 1080. Các bác để ý nha, con đỡ ở nơi này đấy. Trộn phần nâng tiếng vào rất là hay. Hát gia đình con này là miễn bản. Về phần nhạc ấy thì con này là nói chung là nếu mà về phần nhạc thì con này vẫn là một trong những con đẳng cấp nhất của dòng Siso. Nén khi nó nâng tiếng ở phần nhạc ấy, nên thì các bác để ý nâng tiếng phần nhạc, cái tiếng nhạc cũng rất là hay. Các bác để nghe thử nốt cái tiếng mic, em sẽ thử một đoạn vừa hát karaoke cho bác nghe này. Đây là echo dài, chế độ 3 là reverb. Reverb đây. Một hai, các bác nghe tiếng reverb của nó chưa, rất là sâu. 1 2 3 4 5 6 đấy, em thử hát một đoạn karaoke nhỏ nhỏ cho bác nghe nha. Lên 5 6 7 7 10 năm rồi anh xa em như chim xanh quên tổ tôi tìm. 10 năm rồi em bơ vơ ôm trong lòng niềm thương nỗi nhớ. Một người đi quên nẻo về, người tình ơi sao vẫn chờ, sao vẫn đợi vẫn chờ tin anh cho buồn ngày xanh. Đấy, các bác nghe thử nhé, echo của nó không bị dắt vào nhau, nói chung rất là hay, rất là quyện. Khi mà echo của một cái dòng vang số 2 ấy, các bác nâng lên nó vẫn nghe rõ, ngân nó tách biệt ra, nó không bị dính vào nhau, đó là echo hay. Về tiếng mic của dòng Siso thì bao giờ đời nào cũng quyện. Đời này thì nó trộn được cả phần nâng tiếng vào, phần nâng tiếng vào lên tiếng mic và tiếng nhạc đều rất là hay, rất là trội. Đấy, các bác xem video thấy hay thì
À, nay vào đăng ký kênh cho em nhé, em báo giá luôn. Con này em sẽ thanh lý cho các bạn là 2 triệu. Bình thường con này là 2 triệu, 3 triệu rưỡi này. Đấy. Con này em sẽ thanh lý các bác là 2 triệu 7 nhé. Bao ship và vẫn bảo hành đầy đủ. Riêng con này đẹp như mới. Bảo hành cho các bác là 3 tháng. Bao zin. Bác kiểm tra thoải mái luôn. Bao zin. Đấy. Hai cổng quang giải mã AKM. Đấy, giải mã AKM. Không có một vết xước nhỏ nào. Chỉ có nó bị móc góc một tí em nắn lại thôi. Gọi là móc cơ khí đấy, không phải là móc về cái linh kiện. Đấy, vỉ vàng. Shiso nhìn vỉ vàng rất là sang trọng và nhìn trông rất là. Ở Shiso ấy thì là khối nguồn của nó là rất là đơn giản thôi các bác nhé, rất đơn giản thôi. Khối nguồn của nó là chạy áp thấp nên là gần như nó không sinh nhiệt. Đấy, chạy không sinh nhiệt nhưng độ bền vỉ rất là cao. Các bác nào mua con này thì liên hệ em nhé, em chỉ có một con duy nhất thôi. Các bộ con này là lợi nhiều mặt, nhạc hay, hát hay. Đấy, đời 4 nút. 2 triệu 7 các bác nhé, bao ship tặng khiển dây rắc đầy đủ cho các bác. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.